Đó là đi cái ở đồng quê là cái gì? Đi ra ngoài về sao mày? Giữa sao mày? Về nè. Vì sao mày đó hả? Dù mày không? Nghe nhớ sao? Hôm nay anh mặc gì đi chơi? Mặc nào? Với? Còn kết dày. Không. Dày bao nhiêu tiền đi? Ok rồi. Thôi cái giấm nắng đi. Bạn mặc gì hôm nay? Bạn mặc gì đi anh? Đồ. Shirt, jacket tự tặng. Áo này chắc 8 lít. Quần này chữ C 100.000. Giày anh tặng không đồng. Tổng outfit 900.000. Quần xịt tự tặng. Chịu ơi. Móng tay được tặng. Kính 1.000.000. Đâu xem quả kính xịn mà. Kính bạn thay rồi. Kính sớ. Bạn thấy cái tia UV không? Rồi chồng ánh nắng ấy. Tôi nhìn lên mặt trời tôi không bị chói mắt. Nghe nói anh Nguyên mới mua cái áo này bao nhiêu tiền anh? Áo 700 rồi. 700 ngàn á. Đôi giày nhìn quen máy. Chân để quay chân lên. Đôi giày nhìn quen máy. Hay 28 triệu. Đang nhỏ. Đang cấp. Đâu cay. Thế là. Nhưng mà đây có một cọng trẻ à? Thế thôi một cùng cái cọng một chùm rồi thôi. Và em tưởng có mấy chùm của họ để là sau vứt xác thì mấy cái cọng là đi nhớ đi cùng nhau nha. Chuyến đi này cảm giác nào bạn ơi? Đi về nơi gọi là miền đất hứa, đam mê trong ta còn chất chứa. Chuyến đi bao cát. Bất ổn quá. Đây bất ổn. Nhìn cam dung mà mọi người hiểu quá. Nhưng mà không gọi cho ta một kỷ niệm. Sau này có thể sẽ không đến nữa được nữa. Mình tới mình cảm nhận cái nắng. Quả rập chắc là bước là kỷ niệm chắc bước khỏi cửa xe xong 5 giây sau bước lại trong vào xe của mình. Ôi dồi ông bà vô tấp. Cảm giác nhiều anh nha. Nhưng mà ông chú này cần chết không đủ. Cái xe sắp 13 lần. Cái xe sắp gặp 13 lần. Nó được chuẩn trang 13 lần. Đây sắp. Đây sẽ nhiều. Cái nào cung được đi. Cung được. Tôi biết không. Đi sang bên kia mới có chút chụp ảnh. Đi theo con đường mòn đi à. Cảm giác như anh vậy. Food review cái gì vậy? Có gì nhỉ? Con nhân rồi. Ngon. Ăn gì mà ngon vậy? Đây là món này.
for free. Nhá. Đó là gì? Trải nghiệm. Đang nghĩ một từ người ta. Phải không? Ngày rồi nó rủ mình đi ra đi ăn. Lúc anh hỏi nó bảo là phí. Hử? Lúc anh hỏi nó phí, nếu biết là cái gì mình bỏ lại. For free. Đây là ly cà phê sữa. Cà phê sữa. Cảm giác. Nào. Cái quầy gì á? Mẹ nói thật lòng là cha. Cũng phép. This is Idam. You know Psycha. Anh em ơi, bữa nay không chưa làm. Try. Dương mà. Review đi cả nhà. Ăn đi đâu review? Đang đâu review. Cơm ngon nữa. Cơm ngon hả? Mà ăn được làm bọn đó không lắm thể hiện. Cái cơm này ngon rồi. This is spicy sauce. Chuyến đi vừa rồi sao? Ông ơi, con đang cắm xíu chứ. Quá xíu.